Xin chào mọi người, hôm nay mọi người hãy cùng mình tìm hiểu về các phương pháp khử mùi sơn tường trong nhà. 6 cách khử mùi sơn tường từ vật liệu tự nhiên. 1. Khử mùi sơn trong nhà bằng cốt nước chanh và nước. Bước 1. Chuẩn bị một chậu nước chanh và một vài quả chanh. Bước 2. Cắt chanh thành từng lát nhỏ và thoải hóa trong chậu nước. Bước 3. Hỗn hợp chanh và nước trong phòng. Trước khi tiến hành sơn nhà, lưu ý để đạt hiệu quả khử mùi tốt nhất, gia chủ có thể pha thêm chút muối vào hỗn hợp chanh và nước, sau đó đều qua đêm để cắt phao sơn. 2 là khử mùi sơn tường bằng cà phê. Bước 1, chuẩn bị sẵn bã cà phê hoặc cà phê rang. Bước 2 là cho thành phần cà phê đã chuẩn bị bằng một cốc nhỏ hoặc một túi vải nhỏ. Bước 3, bố trí các cốc túi chứa cà phê vào một trong góc bất kỳ trong căn phòng. 3 là dùng nến quả dứa khử mùi sơn nhà mới. Bước 1, tiến hành gọt bỏ hai đầu cùng phần cùi của quả dứa. Bước 2, cắt một lỗ đúng ô này phải tăng lại ba thân quả dứa và đặt ô này trùng thương vào bên trong. Bước 3, đi mỗi ô đấy nó bị rung rinh bên dưới là chắc chắn là chân kích nó chưa tới. Cháy hết. Hương thơm của nến và vị còn êm dịu của dứa không chỉ gửi đi cái mùi sơn ở trong nhà mà còn giúp gia chủ thư giãn, giải tỏa căng thẳng. 4 là khử mùi sơn trong nhà bằng vật liệu chất xuất vani hoặc là thành phần chính là menthol và menthol bên trong chất xuất vani hoặc bạc hà cũng có tác dụng khử mùi rất hiệu quả. Bước 1, nhỏ chất xuất vani hoặc tinh dầu bạc hà vào bông gòn khăn tay. Bước 2, lấy cùng một vế anh nhá, khăn tay chuẩn bị xung quanh phòng nhà trước khi thi công sơn nhà. 5, khử mùi bằng vỏ cam hoặc vỏ bưởi. Bước 1, cắt lấy phần vỏ ngoài của vỏ cam hoặc bưởi. Bước 2, đặt phần bọt đã chuẩn bị xung quanh phòng trước khi tiến hành sơn. 6, khử mồ hôi nhà mới xây bằng giấm ăn. Giấm ăn hay còn gọi là axit acetic có thể khử mùi hôi rất tốt để bảo khả năng kháng khuẩn. Vì vậy, gia chủ có thể sử dụng giấm ăn để khử mùi hôi trong nhà bằng theo hai bước sau đây. Bước 1, chuẩn bị sẵn dung dịch giấm ăn thông thường. Bước 2, đổ sẵn dung dịch giấm ăn vào cốc, chén nhỏ và đặt quanh phòng trước khi tiến hành sơn. Mọi người có ý kiến thêm gì về vấn đề này thì hãy để lại comment bên dưới. Nếu có nhu cầu tìm hiểu vệ sinh tại gói, hãy liên hệ với mình là Hoàng Nam ở SC để tư vấn miễn phí qua số điện thoại 0989 401 061.